đến với lại chương trình 365 này. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với lại Hoài thì chứ. Quay gì quay anh, chạy cái đó có hàng răng môi lẫn lộn anh chứ quay. Trời, tại cậu chưa chạy lần nào cậu không biết thôi. Cảm giác mà ngồi trên mấy chiếc đó như đi tàu bay vậy. Bố chạy rồi sao mà anh biết rằng vậy? Hồi đó tôi có được chạy một lần rồi. Dạ chú. Con thấy chú làm sao? Dạ sao là sao chú? Ý là con nhìn chú mặc nguyên bộ đồ nè, con thấy chú đẹp không? Dạ chú mặc đẹp lắm. Phải là? Dạ. Sao giống như con khen cho có vậy? Con nói không có chút thành ý gì đó. Bây giờ con nhìn thẳng vô chú nè ha. Con nói đi, nhìn chú giống ai? Con nhìn chú giống Tom Cruise hay là giống shipper? Con cứ nói thiệt đi, nhìn chú giống ai? Dạ, con đâu có biết Tom Cruise là ai đâu. Mà cũng không có shipper nào mặc như chú hết. Nhìn chú giống ninja rùa hơn á. Cái gì? Dạ. Ý con nói là chú ăn mặc gì giống như phim hoạt hình vậy hả? Dạ không, con không có ý đó đâu. Tại chú kêu con nói thiệt mà. Nói thiệt thì thiếu gì lời nữa nói thiệt. Ý con nói chú giống ninja rùa là cái mặt chú ngu như con rùa vậy hả? Con không có ý đó đâu chú. Con xin lỗi chú. Con nhỏ này thiệt tình. Anh đang làm cái gì đó? Dạ, chú mới về. Đâu có làm gì đâu. Anh muốn ôm lại kỷ niệm xưa thôi. Gì mà mặc bộ đồ này? Tháo bộ đồ này ra. Thôi mà, anh chỉ muốn lái mô tô thôi mà. Không có mô tô gì hết đó. Em nói là cởi bộ đồ này ra. Thôi mà em, anh lái mô tô nhìn anh hoài phong lắm luôn á. Thiệt á, nhìn anh phong độ lắm á. Em không thấy điều đó hả? Em, anh lái mô tô đẹp mà ha. Anh mặc bộ đồ này đẹp ha. Em đã nói là cởi bộ đồ này ra. Anh quên hết những gì anh hứa với em rồi hả? Anh đi đây dạ? Ủa ai vậy anh Ngọc? Im! Anh nói là anh mua mô tô. Anh mua mô tô là để chở gái đó hả? Không phải vậy đâu. Đây là Nhi, là đàn em khóa dưới của anh á. Cái chân của cổ bị đau cho nên nhờ anh chở tới bệnh viện. Chứ không phải gì đâu, đúng vậy không Nhi? Dạ đúng rồi, nhưng mà chị là ai vậy? Tao là bà nội của mày nè, bà chân cô nó hát đồng quỷ. Ủa, bỏ hả? Anh đang nỉ em mà thôi. Ui da. Bình tĩnh lại. Nè, tôi nói cho anh biết chưa? Hôm nay anh chọn đi. Một là tôi, hai là mô tô. Em với mô tô liên quan gì tiền bắt anh chọn? Chọn đi. Từ chết thầy ơi. Sao chuyện giờ bắt chọn? Để đấu tranh tư tưởng đó coi. Tôi đếm tới ba. Mà anh không chọn là anh biết tay tôi. Một. Em. Có chắc chắn chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ lắm rồi. Được. Là anh chọn đó nghe chưa? Ừ. Chở anh về hả? Gì vậy? Kể từ bây giờ, suốt cuộc đời còn lại của anh không bao giờ được đụng chơi chiếc mô tô nào nữa. Sai!
anh còn nhớ lời hứa với em không? Anh muốn lái mô tô, anh muốn lái mô tô. Sao đó mình ngu vậy không biết. Anh nói cái gì? Bây giờ anh có rảnh không? Tôi hỏi là bây giờ anh có rảnh không? Ủa, xe máy này của ông Nguyên nó mượn mà. Sao lại để đây? Cái thằng này không cất xe cẩn thận gì hết. Anh đang làm gì đó? Hèn chi mà đợi hoài không thấy vô. Thì ra là ở đây thử chiếc xe máy đó đó hả? Tại anh thấy chiếc xe nó để đây sẵn có chìa khóa trong xe nè. Cho nên anh định đề thử thôi à. Thằng Nguyên này thiệt tình á. Kêu đem trả chiếc xe máy mà cứ để đó hoài à. Em gì? Sẵn chiếc xe để đây anh mượn anh chạy vòng vòng trong khu nhà mình chút nha. Anh định chạy nữa hả? Tại xe này xe máy mà chứ đâu phải xe mô tô đâu, anh chạy một chút thôi. Anh muốn lái lắm hả? Vậy thì lái đi. Thiệt hả? Rồi sẵn tiện á, lái thẳng tới tòa ký đơn ly hôn luôn là vừa. Mỗi năm cứ đến khoảng thời gian này, lòng tôi lại nhớ về một người phụ nữ. Mùa thu 5 năm trước, cô ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi như một ảo ảnh, rồi trong giây lát vụt biến mất. Đi xe giống như người ta tiếc nối mùa thu ngắn ngủi, tôi cũng luôn nhớ về cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Michelle. Chính chiếc áo khoác này đã giúp tôi và Michelle gặp nhau. Kỷ niệm với cô ấy vẫn lưu lại trong chính chiếc áo này. Mọi chuyện như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Trời đất ơi, trong phòng nóng muốn chết mà anh mặc áo gì ghê vậy? Anh định đi ra ngoài một chút. Anh đi đâu? Bây giờ là mùa thu rồi, cho nên anh muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút mà. Anh đi nha. Vậy đã mùa thu đi ngắm cảnh, làm như lãng mạn vậy lắm. Không biết từ lúc nào, tôi đã đi đến nơi mà tôi và người phụ nữ đã gặp nhau lần đầu tiên. Mùa thu này, không biết cô ấy đang ở đâu và đang làm gì. Je m'appelle Michelle. Cô nói cô tên là Michelle à? Tôi tên Minh Ngọc. Minh Nhóc? No, không phải Minh Nhóc
mà là Minh Ngọc. Phan Minh Ngọc. Phan Minh Ngọc. Ok ok, đúng rồi. Les prénoms mignon et si joli comme une rubis en plein automne. Cái tên Michel thật là đẹp, rất hợp với mùa thu này. Không biết bây giờ cô có đang nghĩ đến tôi không? Tuy rằng tôi và cô ngôn ngữ bất đồng, nhưng tôi có cảm giác chúng ta đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Mais non, je pense la même chose que toi. À tes côtés, j'ai l'impression que Saigon devient si proche, si familier. Les paysages ici ressemblent au quartier où je suis né en France. Nghe cô nói, tôi rất vui. Trong mắt của tôi, cô giống y như người đẹp Tây Đô vậy. Est-ce qu'on se reverra? Cô có sao không? Cô, Michel, cô sao vậy? Chẳng lẽ cô gì cái này? Michel à, cô bị sao vậy Michel? Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Ô đẹp đây. Ô đẹp đây. Michel. Ô đẹp đây. Chú Julien. Sao con? Con tự đi về một mình được mà. Nói đâu có sao đâu. Tại vì sẵn đây là mọi người đi dạo luôn mà. Đúng rồi đó, hồi nãy ăn nhiều quá, bây giờ đi cho nó tiêu bớt. Với lại á, không khí hôm nay cũng mát mẻ nữa, đi dạo về ngủ ngon hơn. Nè, mày còn thấy không? Hết cái con đường ngô viên này là tới nhà con rồi. Dạ. Muốn mua gì khác chứ trời. Cái anh kia tự nhiên đốt rác vậy ta. Ơ, chú Ngọc. Ê, Tâm Anh. Tâm Anh. Julien. Ồ, anh Ngọc. Sao hai chú cháu đi chung vậy? Dạ, con mới qua nhà của chú Julien ăn tiệc thịt nướng, cho nên bây giờ mọi người đưa con về luôn. À, thì ra là vậy. Dạ, à, chào anh, em là Quốc, ở chung nhà với Julien hả? À, dạ, còn em là Mai, cũng ở chung nhà với Julien luôn. À, nhìn chào hai đứa. Đẹp trai quá ha. Anh già đẹp trai gì? Cần có vậy không? Sức nè. Thôi mình đi chứ Julien. Đi. Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Julien. Dạ. Em mới vừa nói câu gì đó? Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Dạ. Cái câu mới vừa nói tất thì luôn. Nghĩa nó là cái gì? Mauvaise haleine hả? Đúng rồi, nghĩa nó là cái gì? Dạ, bằng tiếng Việt có nghĩa là hôi miệng á. Dạ. Hôi miệng. Dạ có nghĩa là miệng mình quá hôi, mùi nó bốc ra từ miệng mình á. Vậy còn cái câu odeur d'ail nghĩa là gì? Odeur d'ail hả? À đúng rồi, có phải là chào tạm biệt không? Dạ không. Vậy chắc chắn là hẹn gặp lại rồi đúng không? Không phải anh. Odeur d'ail là có nghĩa là mùi tỏi anh. Mùi tỏi? Dạ có nghĩa là cái miệng mình hôi mùi tỏi quá anh. Trời ơi! Ai đốt lửa đây chứ vậy? Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Quelle mauvaise haleine et cette odeur d'ail. Ô đẹp đây. Mauvaise haleine. Đúng rồi, nghĩa nó là cái gì? Dạ có nghĩa là miệng mình quá hôi, mùi nó bốc ra từ miệng mình. Odeur d'ail là có nghĩa là mùi tỏi anh. Mùi tỏi? Dạ có nghĩa là cái miệng mình hôi mùi tỏi quá anh.
Dạ con nghe nè chú. À, sắp tới ngày giỗ của ba con rồi đó. Vợ chồng con cái con về hết chứ? Dạ có chứ chú. À, nhớ về đó nha. Dạ. À, chú. À, khoan chú. À, gì vậy con? Chú cho con hỏi cái, chú có biết tại sao ngày xưa ba con nhất quyết đặt tên con là Minh Ngọc không? Ủa, sao hôm nay con lại hỏi chuyện đó? À, dạ cũng không có gì. Tại hồi đó con có nói với ba con xin đổi tên mấy lần mà ba con nhất quyết không có chịu. Rồi con không biết lý do tại sao nữa. Vậy là ba con chưa kể cho con nghe à? Dạ chưa, kể chuyện gì chú? Chuyện liên quan đến việc khi con chào đời. Liên quan tới việc con chào đời hả? Ráng đi, nhanh đi mà tới, ráng đi. Đừng con ơi con. Đừng con ơi, đừng có vui là vậy này nha con. Ráng đi, nhanh lên. Nhanh em ơi. Ráng đi em, lần tới rồi mà. Ông bà, ráng đi hả? Con nó chui. Chạm xa không kịp, nó vô nhà tôi đi. Nó muốn chui ra rồi, nó muốn chui rồi. Lẹ. Vô em ơi. Kìa, hình như có sao băng xẹt xuống kìa, đúng không? Đúng rồi. Ồ, giờ sáng lắm, ở đằng kia kìa. Đi, mình đi tới đó coi đi. Đi. Dạ trời Phật, phù hộ độ cho vợ con sanh mẹ cho con vua. Trời ơi, dạ. Đi khóc rồi, nó khóc rồi. Là con trai, dễ thương lắm. Vợ con sanh con trai. Trời vậy là con có con trai rồi hả bà? Cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời, vợ con sanh con trai rồi, cảm ơn. Cho hỏi, có phải ở đây có đứa bé mới chào đời không? Đúng rồi, vợ tôi mới sanh mà ông là ai vậy? Chúng tôi vừa thấy ngôi sao rớt xuống đây, cho nên mới chạy tới coi nè. Ngôi sao rớt đây hả? Tôi nghĩ không phải đứa trẻ tầm thường đâu. Ráng nuôi cho nó thật tốt nghe không? Dạ, tôi ráng nuôi mà. Dạ, nhưng mà, mà ba ông là ai vậy? Ba chúng tôi là bạn cao học. Sắp tới sẽ lấy bằng thạc sĩ. Đây, thạc sĩ Thiên. Còn đây là thạc sĩ Tài. Còn tôi là thạc sĩ Toàn. Bộ ba, Toàn Thiên Tài. Toàn Thiên Tài. Ôi, vậy là may mắn quá rồi. Vậy thôi, sẵn ba ông ở đây đặt tên giùm con trai tôi nha. Đặt tên? Dạ. À, tôi thấy hả, đứa bé giống như viên ngọc sáng từ ở trên trời rớt xuống. Hay là đặt tên là Minh Ngọc. Minh Ngọc. Chuyện là vậy đó. Mà chú thấy ba con kể cũng hơi quá. Cảm ơn chú. Ba ơi, con là Minh Ngọc đây. Ba có nghe con không? Con đã biết hết mọi chuyện rồi. Từ đây về sau, con sẽ cố gắng sống và làm việc thiệt là tốt, để không phải xấu hổ với cái tên và bí mật lúc con chào đời.